Ra thăm vườn sau nhà, cái cây chuối mình trồng ở trong chậu á, nó nhỏ xíu à, cao quá đầu mình tí xíu à, nó có được nhiêu đây lá nè. Mà Tết tới rồi, gói bánh tét, bánh tét chuối, bánh tét mặn mà không có lá. Bây giờ mình sẽ chặt một một hai cái lá và mình sẽ thử coi làm sao để có thể gói bánh mà không có cần nhiều lá nha. Đây, chặt một lá xuống. Rồi, kiếm thêm một cái lá nữa. Qua bên kia. Được hai cái lá nhỏ xíu như này để coi mình gói làm sao được nha các bạn. Hôm nay nhà mình có một nải chuối chín quá chừng chín luôn. Thì cũng gần Tết rồi thì sẵn dịp này mình sẽ lấy chuối này mình gói bánh tét chuối nha. Và mình sẽ gói cái cách này rất là nhanh đơn giản mà lại không cần nhiều lá chuối mà vẫn thơm mùi lá chuối ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lột và ướp cái chuối này với đường, muối đường và rượu trước nha, để qua đêm để ngày mai mình gói. Cái mục đích ướp rượu thì để cho nó thơm và cho nó đỏ trái chuối á, khi mà mình cắt cái bánh tét ra cái ruột trái chuối nó đỏ ha. Chuối lột xong bây giờ mình sẽ ướp đường ha. Đây, mình cho vào đây 2 muỗng canh đường vung, rồi nửa muỗng cà phê muối, rượu trắng, mình sử dụng rượu vodka nè, sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh rượu, rồi đeo bao tay trộn đều lên ha. Mình sẽ để đây mình ướp qua đêm ha, bỏ vào tủ lạnh để ướp qua đêm, ngày mai mới lấy ra mình quấn bánh làm bánh tét nha. Chuối mình đã ướp rượu với đường với muối rồi, mình sẽ để qua tủ lạnh qua đêm ha. Rồi mình sẽ sử dụng 1 ký nếp nè. Bây giờ cái ký nếp này mình cũng sẽ đi ngâm nước qua đêm ha, cho xí muối vào vo sạch và ngâm nước qua để qua đêm nha. Rồi cái đậu đen á, thay vì mình nấu cái đậu đen á, mình sẽ cắt không đậu, mình mua cái hộp đậu đen sẵn như trong cái lon như vậy nè. Mình sẽ sử dụng một lon đậu đen này ha. Cái lon này là khoảng 400 gram, mình sẽ sử dụng hết nha. Rồi mình sẽ sử dụng 400 ml nước cốt dừa để mình xào cái nếp ngày mai ha. Bây giờ sẽ đi ngâm cái nếp để qua đêm, ngày mai tiếp tục chia sẻ nha. Nếp mình đã ngâm qua đêm và mình đã vo sạch để ráo nha các bạn. Chuối này thì cũng qua đêm nó đã rất là thấm đường nè. Còn cái lon đậu mình rửa sạch để ráo và mình thu được là 220 gram đậu trong lon đó các bạn. Rất là mềm và rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ đi xào nếp với dừa ha. Bắc lên bếp một cái chảo không dính đó các bạn. Rồi cho hết lon nước dừa này vào, 400 ml nước dừa ha. Mình cho lửa lên. Mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vào trong cái nước dừa này. Đúng ra là mình cho 1 muỗng nhưng mà lúc mình ngâm nếp á, mình có cho muối vào, cho nên là cái nếp nó cũng hơi mặn mặn nè các bạn. Rồi trong cái chuối này nó ra rất là nhiều cái nước đường này, mình sẽ cho luôn cái phần nước đường vào trong cái nước dừa này nha các bạn, để cho nó hơi ngọt ngọt á. Chờ cho cái nước dừa này sôi lên á, mình mới cho nếp vào nha. Bây giờ nước dừa nó đã sôi lên, mình cho hết cái nếp vào nha. Mình sẽ xào lên, mình xào cho đến khi nào cái phần nước dừa này nó rút hết vào trong cái nếp á là được ha. Đó, mình
xào nó ráo lại như vậy là được rồi ha các bạn. Đây là chín phân nửa, chín hát thôi. Tắt bếp nha. Rồi bây giờ mình cho hết cái đậu này vô, mình trộn đều ha. Bật lửa lên xíu, nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình để cho nó nguội bớt 20%, mình sẽ đi cuốn ha. Thì hôm nay mình cuốn cái bánh tét chuối này bằng cái giấy này nè các bạn. Giấy này là giấy nướng bánh á, parchment paper ha. Thì mình cũng có một ít xíu lá chuối mình cắt lên sao vườn nè các bạn. Mình sẽ lót bên trong để cho cái bánh nó vẫn có cái mùi lá chuối thơm ha, rất là ngon. Rồi mình sẽ sử dụng cái dây chỉ dù để mình cột nha. Mình sẽ đi cắt cái giấy, cái mình gói cái bánh hôm nay là khoảng một gang tay các bạn. Thì mình sẽ đi cắt cái giấy lớn gấp rưỡi hoặc gấp đôi để mình cuốn nó lại ha. Tấm giấy cái khổ nó như vậy ha các bạn, khoảng hai gang rưỡi nè. Rồi bây giờ mình sẽ để một cái miếng lá chuối lên. Mình sẽ để cái miếng lá chuối mình khoảng chừng ước chừng bằng một gần một gang tay các bạn, theo cái chiều dài mà mình muốn á ha. Đây nè, đó gần một gang tay ha. Mình sẽ để cái mặt láng á lên, ngửa lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho nếp vào. Nếp này mình sẽ gói được 10 cái bánh ha các bạn. Tại vì mình sẽ gói một cái rưỡi chuối các bạn. Đó, mình sẽ ép nó ra như vậy. Đó, mình cho cái mình tém tém cho cái bánh này nó vuông vuông như vậy nè, mỏng thôi ha. Mình sẽ cho lên một cái rưỡi chuối nè. Đó, khoảng một trái rưỡi. Rồi mình cầm hai cái mép lá này nè các bạn, mình túm cho nó cái nếp này nó ôm chặt lại nhau. Đây nè. Cho nó chặt lại nha các bạn. Rồi bên đây hai cái đầu mình cắm lại. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn cái lá này lại trước nè. Cuốn cho nó chặt cái tay lại ha. Cái lá này nó rắc nhưng mà không sao, mình chỉ làm cho nó thơm mùi lá thôi. Chứ mình không có cần phải không cần phải cho nó chín cái lá thôi, chỉ cần để cho nó có mùi lá các bạn. Rồi mình sẽ quấn cái giấy ha, mình sử dụng cái giấy parchment này nè, mình quấn nó chặt lại. Mình sẽ bẻ cái góc này vô nè, để làm chi, để cho nó đừng có cái đầu này nó đừng có bị chảy cái nước ra các bạn. Đây, cái này cũng được. Mình sẽ quấn chặt này ha, cái giấy này nó dễ quấn hơn là cái lá nữa đó các bạn. Rồi, mình sẽ vuốt nó xuống vậy. Cái giấy ở trong ấy, mình không có cần phải đẹp rồi, tại vì mình còn quấn thêm một lớp giấy nữa. Đó, vừa vừa thì đừng có chặt quá, cũng đừng có lỏng quá nha. Rồi như vậy, xong rồi mình sẽ sử dụng thêm một tấm nữa để cho nó đừng rách đó các bạn. Mình hấp đó, nó nóng quá nhiều khi nó cũng mềm, nó dễ rách lắm. Xếp cái miếng này vào nha, đi trang vậy nữa. Thả nó xuống. Như vậy là mình được cái bánh tét chuối rồi các bạn. Chút xíu mình sẽ cột dày ha. Rồi bây giờ mình đã gói được 10 cái rồi ha. Giờ mình sẽ tháo cái dây thun này ra đi. Mình sẽ sử dụng cái giấy bọc đầu bọc đuôi giống y chang như là mình gói bánh tét chuối vậy nha các bạn. Đây, một miếng bọc qua, rồi một miếng bọc lại. Rồi mình cũng sử dụng một cái dây thun á,
mình định hình nó lại giống như là mình quấn lá vậy ha. Mình bọc qua, mình bọc lại. Mình sửa cái bánh cho nó tròn đều lại ha. Xong rồi mình buộc dây nè. Mình dùng chỉ dù nè ha. Mình sẽ buộc nó, mình giữ một cái mối nhỏ trước vậy ha các bạn. Rồi mình sẽ bọc nó qua đây. Mình xếp nó lại và mình vòng nó trở qua. Rồi mình cột rút cái mối trên đây. Mình luồn một mối nó qua cái dây này để cho nó đừng có bị tuột đó các bạn. Rồi mình cột siết chặt lại nha. Đó. Rồi bây giờ cùng cái cọng dây này ha, mình sẽ kéo nó xuống đây. Đây mình nắm đây, mình kéo xuống đây. Mình chặn ngón cái này đây nè. Thấy mình nè. Đó, mình sẽ cầm cái tay về. Đó. Mình sẽ siết nó lại ha các bạn. Đó, rồi mình chặn ngón cái về. Mình cầm cái này, mình kéo nó qua. Rồi, mình siết nó lại. Mình cứ làm như vậy, rồi chặn xuống ngay đây, rồi cầm cái dây thì nè, mình tréo nó qua. Nếu mà hết dây thì mình có thể nối cái dây dù này, nó cũng dễ đó các bạn. Đó, như vậy. Rồi, mình xiết nó lại. Vậy ha, mình làm lần lượt cho tới hết 5-6 khoanh vậy đó. Mình sẽ nối thêm dây dù vô nè. Cái dù này á, mình có sẵn sợi mình gói cho các bạn coi thử á, chứ mình chưa có đo khoảng bao nhiêu. Cái dây này hồi nãy mình làm 1m8, mình nghĩ mình phải làm 3m, 2m rưỡi cho tới 3m đó các bạn. Rồi cắm đây ha. Rồi tréo nó qua như vậy. Rồi xiết nó lại. Dễ ha. Rồi xuống đây. Là như vậy. Cái cuối cùng. Rất là dễ luôn. Mình sửa lại cho nó đều cho nó đẹp ha. Rồi cái cuối cùng đó mình sẽ vòng nó qua đây để mình lên đây mình cột. Nó cái cọng dây nó dài cho này là được ha. Rồi mình sẽ cột lại với cái mối nối cũ hồi nãy đó các bạn. Mối nhỏ hồi đầu tiên á. Mình sẽ cột nó chặt lại như đây. Mình cũng sẽ luồn cái dây này trở qua bên này để mình cột lại nữa cho nó chặt ha các bạn. Cột rút luôn ha. Mình chừa một cái đầu dây bên kia, nếu mà các bạn luộc bằng nước á các bạn thì các bạn chừa cái đầu dây để các bạn nối hai cái bánh lại với nhau là lúc mình dễ vớt, mình dễ vớt nó lên. Còn cái này mình hấp á thì mình không có cần ha. Rồi như vậy là mình có một đòn bánh tét chuối giống như gói lá ha, nhưng mà mình sẽ gói bằng giấy lá bên trong thôi. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái sợi thun mà mình định hình hồi ban nãy á. Mình có một đòn bánh tét
xinh xinh đó các bạn, cắt bỏ cái đầu này luôn. Rồi xong, tiếp tục mình gói cho tới hết nha, gói y chang như bánh tét lá chuối và bình thường nha các bạn. Mình đã gói xong 10 cái, mình sẽ gấp hấp 2 sừng hôm nay nha các bạn. Bây giờ mình hồi nãy giờ cũng đã bắt lên bếp một cái nồi nước cho nó sôi, rồi mình sẽ bỏ lên mình hấp 2 tầng ha. Và mình sẽ hấp như vậy là trong vòng từ 2 tới 2 tiếng rưỡi nha. Một cái như vậy là 350 gram á các bạn. Cho nên là mình có thể hấp 2 tầng á, mình sẽ hấp 1 tiếng rồi mình sẽ trở cái tầng dưới lên mặt trên ha, rồi mình hấp tiếp thêm 1 tiếng rưỡi là 2 tiếng rưỡi ha. Nước sôi lên rồi nè, mình sẽ bỏ lên ha. Thế là cái sừng mà cái lỗ to mình bỏ dưới ha, còn cái lỗ nhỏ mình bỏ trên. Mình sẽ để lửa lớn trong vòng 15 phút rồi mình sẽ hạ xuống lửa trung bình nha, không có để lửa nhỏ nha, tại vì nhỏ nó sẽ không có đủ hơi á. Rồi đóng lại, để lửa lớn 15 phút sau ha, rồi mình hạ xuống bớt một chút, trên trung bình xíu ha. Rồi được một tiếng rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đi đổi ha, trở ha. Đồng thời mình coi cái nước này nếu mình đã thiếu mình sẽ nấu sôi nước sôi mới và mình châm vào tiếp đó các bạn, để cho nó cái lượng hơi nó đủ chín á. Đó, bây giờ cái trên cho xuống dưới, rồi cái dưới mình cho lên trên. Rồi mình sẽ đi nấu một nồi nước để mình châm vào trong đây, rồi mình sẽ nấu thêm 1 tiếng rưỡi nữa ha các bạn. Như vậy là chờ 1 tiếng rưỡi nữa mình sẽ có bánh ăn. Hấp được 2 tiếng rưỡi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ để im như vậy cho đến khi nó nguội hẳn rồi mình lấy ra ha. Tắt bếp rồi. Rồi sau khi mà mình vớt bánh ra để nó được 5 tiếng rồi, bây giờ mình sẽ cắt thử coi cái thành quả lần đầu tiên mình gói bằng cái giấy này thì coi nó ra làm sao ha. Và bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái dây trước nè. Cái dây chỉ dù nè. Tại vì mình không có cắt đúng cái mối của nó, mình sẽ lột ra được hết à. Bây giờ mình bỏ cái giấy này ra hết rồi, sẽ lòi ra cái lớp lá ở trong. Tên 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 tên. Một lớp. Đây, mình vẫn có một lớp lá, cho nên nó sẽ rất là thơm mùi lá luôn. Không có sợ là bánh tét không có mùi lá chuối nha các bạn. Đây, tróc lóc luôn tại vì mình làm bằng nước dừa đó. Ngon, hấp dẫn. Rồi bây giờ cắt ra thử nha. Coi thành quả của mình. Đó, chuối đỏ ươm luôn. Ngon ha. Nếp thì mỏng ha. Ngon quá. Rồi, cái nếp rất là dẻo luôn nha các bạn. Rất là dẻo mềm luôn á. Ngon lắm luôn á. Rồi để mình cắt ra một khoanh ra mình dùng thử coi. Rồi. Dao mình bọc cái plastic nhìn nó sẽ không có dính và dễ cắt lắm. Đây, mời các bạn nhìn thử nha. Chuối rất là ngọt, lên màu rất là đẹp ha. Nếp thì rất là dẻo, bùi, béo béo, ngọt nhẹ nhẹ, mặn mặn, rất là ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Đó, mình không có cần lá chuối nhiều đâu. Nếu mà muốn thơm lá chuối thì mình làm chỉ cần một miếng nho xíu như vậy thôi ha các bạn. Mình quấn bên trong để cho nó có mùi lá chuối. Rồi ngoài này mình quấn giấy, nó vừa vệ sinh mà dễ gói mà nhanh nữa. Rồi thì các bạn thử làm thử cho gia đình mình ăn ha. Nếu mà nhà có chuối chín mùi, cái này chuối chín mùi cho nên nó mới ngọt và nó đỏ như vậy nè. Nên màu như vậy nè, rất là đẹp luôn á.
Rồi, thì như vậy là Tết này mình có thêm một cái món bánh tét chuối nữa ha các bạn. Rồi để chúc các bạn có một năm mới thật là an vui, bình an và hạnh phúc bên gia đình, cùng với những món ăn tự tay mình làm ra cho người thân yêu của mình thưởng thức thì còn gì bằng, rất là tuyệt vời luôn ha các bạn. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Nếu yêu thích video của mình thì hãy like, share, chia sẻ cũng như là subscribe, đăng ký kênh nếu như mà các bạn chưa có đăng ký, để ủng hộ cho cái kênh của mình nha các bạn. Và mỗi khi mà video mới mình up lên thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video của mình. Chào tạm biệt. Bye bye.